Luôn. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm rồi. Hiện tại bây giờ thì Khải đang ý định sắm ít đồ may mắn để chuẩn bị. Sắp tới đây Khải sẽ làm một vài video bói đồ VIP cho anh em xem. Hiện tại bây giờ là 5 kim, đúng không? Hiện tại Khải cũng đã mua được ít đồ may mắn rồi anh em ơi. Giờ đây Khải mua thêm cái ngọc bội nữa, ngọc bội may mắn 3. Nói chung là Khải sẽ sang ép Thị Yên, nên là Khải sắm đồ nữ anh em ơi. Trong rương này Khải chưa Khải sắm được ít đồ may mắn hai cái nhẫn này. Nói chung là may mắn cũng ít thôi anh em ơi, tại vì xe mà mới á, kiếm được đồ may mắn nó cũng rất là khó. Sắm được cái đồ nào thì sao cho anh em xem. Nói chung là cái này là giá là đắt nhất này, Khải mua 3 5 kim may mắn 3 này. Ok. Nói chung là 9 kim mà nói mãi mới được 5 kim anh em ơi. Chua lẹ chua lẹ anh em ơi. Đó, xúc được cái giấy ngập bội này, giờ thiếu giấy chiền nữa. Hồi trưa thì Khải mua được cái nhẫn may mắn 2. Nhẫn may mắn 2 này. Nhẫn may mắn 1, dòng 2. Nói chung là con Thủy Yên á, nó là Khải mang dòng 2 cũng được. Chủ yếu bây giờ Khải mua ngọc bội này, ngọc bội may mắn dòng 1 với lại dây chuyền may mắn dòng 1 nữa là xong nha anh em. Đó, nói chung cái lệnh bài box xanh này Khải cũng chuẩn bị gần 20 mấy cái nè. Là Khải sắm xong cái set sơ sơ khoảng may mắn 7, may mắn 9 gì đó rồi đánh cho anh em xem. Hiện tại bây giờ coi 2 3 mới 6 thôi anh em ơi. Kiếm dây chuyền 3 nữa là may mắn 9 là đẹp rồi. Hoặc là 2 cũng được, may mắn 7 là được rồi. Đó. Chung là mới được nhiêu này thôi. Cũng muốn soi cho anh em xem còn đồ xanh khải chuẩn bị cũng gần xong rồi anh em ơi. Nói chung là cái phi đao này Khải phải hóng binh thôi. Sắp tới đây sẽ mở hóng binh đó. Thì cái này Khải cố gắng mở thành hóng binh thành cái đao cấp 10 nữa đẹp nè. Đó. Rồi. Đây. Đó, anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Đó, sau xếp may mắn sơ sơ thôi anh em ơi. Cái này thì Khải mua khá rẻ, chỉ có cái này nó mắc nè. Cái này Khải mới mua 5 kim này. Còn cái nhẫn trên này Khải mua như là may mắn 2 dòng 2 Khải mua 4 kim. Còn này Khải mua 1 kim rưỡi 2 kim này, 1 kim rưỡi 1 kim rưỡi may mắn 1 này. Chung là hiện tại đồ khó quá này mày, nên là cứ có như may mắn thì cố gắng sắm được món nào hay món đó này mày. Đó, 2 3 1 là mới 6 rồi. Giờ kiếm một cái do chiền 3 nữa là may mắn 9 là được rồi. Còn 5 càng tốt, 5 là may mắn 11. Thành thiếu con lan nên lấy em. Ok, em nè. Thêm em nhé. Đó, có người đang lấy mua 5 cái 5 mà không bán em. Mặc vào hơn như Phật tổ à. Ok em yêu. Rồi ok, clip Khải sẽ tạm dừng ở đây nha anh em ơi. Tí nữa Khải sẽ lên lại chim cho anh em nữa.